Thưa quý vị, ngày 29 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân nước này không nên hoảng loạn về biến thể Omicron. Đồng thời, ông thúc giục người dân đi tiêm vaccine và cho biết chính phủ đang lên kế hoạch dự phòng. Vị Tổng thống khẳng định không tái áp đặt các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của Omicron. Theo đó, ông cho biết sẽ công bố chiến lược đối phó với đại dịch trong mùa đông vào ngày 2 tháng 12. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ kêu gọi mọi người đi tiêm vaccine và liều tăng cường cũng như tiếp tục đeo khẩu trang. Theo ông, việc chủng Omicron xâm nhập đất nước là điều không thể tránh khỏi, trong khi phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết người Mỹ không nên thay đổi kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ đông nếu đã được tiêm phòng và duy trì đeo khẩu trang. Ông tin rằng các loại vaccine hiện nay vẫn có thể ngăn bệnh trở nặng, song nói thêm rằng chính quyền của ông hiện đang làm việc với các hãng vaccine để lên kế hoạch dự phòng. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.